Khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, xã Dền Sáng được huyện Bát Sát định hướng sẽ tập trung phát triển du lịch cộng đồng để tăng thu nhập cho người dân. Tham gia phát triển du lịch, một số hộ dân tại địa phương đang được hỗ trợ về kinh phí để phát triển dịch vụ tắm lá thuốc và mở dịch vụ lưu trú tại gia đình. Tiên phong làm du lịch từ năm 2019, ngôi nhà truyền thống của gia đình anh Tần Láo Tả được cải tạo lại để phát triển dịch vụ lưu trú và tắm lá thuốc. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình anh Tả đã có thêm điều kiện để đầu tư nâng cấp các phòng nghỉ, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Qua tìm hiểu bên Sapa thì cũng thích làm, với lại gia đình cũng có truyền thống hái lá thuốc. Mình cũng bắt đầu xây dựng để làm cái tắm lá thuốc với lại lưu trú dịch vụ để phát triển và quảng bá thêm cái đời sống và văn hóa của người dân của xã mình. Lưu giữ nghề hái lá thuốc truyền thống của dân tộc Giao, gia đình bà Tần San Mẩy còn đầu tư thêm 3 phòng lưu trú và 4 phòng tắm lá thuốc. Đến nghỉ tại gia đình, du khách còn được hướng dẫn để làm các trang phục truyền thống của người Dao đỏ và thưởng thức những món ẩm thực độc đáo. Từ phát triển du lịch năm 2023, gia đình bà Mẩy đã thu về trên 100 triệu đồng. Giờ xin vừa tại chỗ đã bao nhiêu dạ rời nay bài thức tắm của người Dao mình thì có từ lâu đời rồi. Tắm giúp mình giảm đau xương khớp, thoải mái, thư giãn khi mệt mỏi. Khách mà đi leo đồi núi về mệt tắm thì họ rất thích. Du lịch cộng đồng là hướng đi mới ở Dền Sáng. Để mô hình này mang lại hiệu quả bền vững, chính quyền địa phương đã triển khai xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống của người Dao đỏ tại thôn Ngải Trồ. Theo đó, 22 hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi hộ nếu phát triển dịch vụ thuốc tắm, được hỗ trợ 60 triệu đồng nếu phát triển dịch vụ lưu trú. Để thu hút du khách, xã đang tích cực phối hợp với huyện Bát Sát và các ngành chức năng của tỉnh đưa các sản phẩm du lịch mới như trải nghiệm thác tiên, thác vàng và đi tham quan ngắm cảnh một số bản làng, ruộng bậc thang vào khai thác. Với địa bàn Dền Sáng thì cũng rất nhiều phong cảnh đẹp, rất nhiều thác đẹp, rồi là rừng già, hỗ trợ cung cấp một số cái cơ sở vật chất như cái nồi đun thuốc tắm của người Dao đỏ, chỗ ngắm cảnh, chỗ ăn nghỉ, hỗ trợ một phần kinh phí để tạo một số cái cảnh quan, một số cái thác trên địa bàn Dền Sáng để cho phục vụ cho khách du lịch. Dền Sáng hiện còn 34% hộ nghèo. Với việc lựa chọn khai thác lợi thế sẵn có để phát triển du lịch cộng đồng, địa phương kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá để tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.